kiểu ngang Nhật đấy. Bây giờ sẽ là kiểu ngang Nhật. Nhật cũng nghe chè nó hấp luôn, kiểu một cái chắc bóp vậy đó, chế trễ. Kiểu ngang Nhật thì ngắn nhất là chừng nào? Giữa cổ. Giữa cổ. Giữa cổ. Giữa cổ đổ qua ha. Và dài hơn giữa cổ chút xíu thôi. Ờ, không ngắn hơn đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Buộc phải nghiêng đầu khách đây. Mình chia trước. Cắt nó trước này chứ, để khó cúi đầu xuống xíu. Hả? Đã cắt được hết. Ừ. Xuống góc độ không độ luôn nha. Không độ. Không độ. Ừ. Ta kẹt ngay cắt nhanh luôn. Đa số kiểu này cũng dễ. Cứ kẹt ngay cắt nhanh hết. Tiếp. Cái tiếp theo. Lấy nhựa. Lấy điểm chỉnh nè. Ta kẹt ngay cắt nhanh hết luôn. Để xuống góc độ không độ luôn nha. Ừ. Hình như tay em lại lại hay hơn nha. Hay là ngang. Tay em để ngang. Ngang không? Cẩn thận hơn mình so hai bên này. Mà đa số các bên này khỏi mà so. Sợ mặt mình lệch chứ. Cái này mắc hơn đúng không? Cái lấy lượt dở lên nè. Dở lên để coi ngắn dưới nè ha. À, đó. Rồi, các bạn ngắn dưới. Ta kẹt ngay luôn nha. Để không độ luôn. Không nhìn thấy nhiều khi không nhìn thấy đúng rồi, không thấy lấy lượt đỡ lên ha. Nó nhiều khi anh cắt lẹm luôn. Nhưng mà số trên đoàn thị cái tóc ở dưới nó mỏng á, mới chỉ là hai lớp này dễ thấy. Nếu bà nào mà cắt layer rồi chơi lại chắc không được nhỉ. Quan trọng là coi cái tóc tầng nó có bị cao tầng quá. Tầng cao quá là toan. Nếu mà tầng cao quá cắt thì nó sẽ những lớp chơi nó dễ dàng hơn kỳ. Hơi kỳ. Còn nếu mà tầng thấp mà canh cắt ngắn cái đó cái tầng nó mất luôn á. Nó số kiểu gì chứ cắt nhiều. Cắt một hồi mà lại cảm thấy lạch lạch như thế nào. Thử đồng lấy lục trả xuống. Ừ, cái này chắc hết rồi này. Lục trả xuống. Chân nhanh cái này. Ừ. Chỗ anh có mấy đứa đó mà tóc có săn kiểu như săn ít đấy. Nhưng mà săn á. Ừ. Phải kẹp kiểu là phải phải kẹp trước đúng không? Rũi trước à? Tôi vẫn không hiểu cái gì không. Phải duỗi trước thì nó mới thẳng được chứ. Tư vấn trước. Ừ, tư vấn phải duỗi mới đẹp. Không
khi mà cắt cái bát này, nghiêng đầu cắt qua bên kia xíu mà. Nghiêng đầu chứ. Nghiêng đầu qua người bên kia. Và lấy cái miếng xanh. Ngang luôn. Để xuống không được tay cắt nghiêng. Kiểu như cũng dễ lắm ha. Cứ cắt nghiêng cắt nghiêng. Kỳ lược cho chuẩn. Hết rồi. Nó cao quá. Chắc cắt đợt 2 nó mê đấy. Cắt đợt nữa. Cắt một tóc tém. Tròn quá to, mặt to không? Mặt to là một mặt hợp. Tóc này cho nó mặt mà có bốm. Có máu thì không nhỏ. Cắt cái này ra được. Cái này bọn ca sĩ nào hay cắt này nhỉ? Hả? Em thấy bọn ca sĩ nào không? Đúng. Mule. Lại Quyên cũng có cắt cái này. Tóc tém là chắc hiền hồ. Nó tém nó cũng bình thường đó. Kiểu đặc biệt là cái máy của nó. Cái máy nó cắt ngắn lên thì nó hợp. Còn mấy phút thì nhớ một cái. Không nhiều bà muốn ngang này nhưng mà trên máy lại phải lẹm bớt tí. Thì ra số còn cắt máy gì thì sẽ cắt máy đó cho người ta ha. Ủa mình chưa học cắt máy buổi nào ta nhỉ? Để học xong kiểu cắt hết xong rồi mình bắt đầu cắt máy rồi. Máy nhanh lắm. Khi mà mình cắt xong hết kiểu này quay lại mình chỉnh khung, mình sẽ kêu ngắt cuối đầu xuống. Lấy tay cái gì, chấm xuống. Kêu hết cuối đầu xuống nha. Để chi? Để nó lòi ra những lớp dư phía trong á. Cái đồng mình cắt thì danh nó từ cái kiểu này ra số, cắt cho nó nét. Không được để dư. Thì kiểu nó mới đẹp. Cắt người lớn đỡ trẻ con thì hơi khó nhá. Trẻ con đa số nó hơi quậy nhưng mà tóc nó mỏng. Tóc nó mỏng cắt nhanh. Kiểu như đang cúi nó ngật là lại bị lệch. Nếu mà sợ đó phải kêu một người giữ đầu nó lại. Nếu nó phải kêu một người giữ lại. Thôi cái này cắt xong nó bọt một tỉa. Còn tỉ cho nó xoay ra nhưng mà đa số là không để tỉa. Không tỉa không? Nhưng mà có đứa đầu rất là xù. Đúng rồi, có đứa đầu rất xù, thế tôi dám giữ trước. Bây giờ em thử hướng dẫn anh cách tỉa nhưng mà đừng tỉa. Ví dụ như là đầu nó không người. Tức là mình để nguyên cái lớp này đi. Để nguyên lớp này mình tỉa lớp trong hay là sao đó. Không, em kê kéo vào thôi chứ không cần về ấy đâu. Có cần về kẹp khi, gì. Khi mà mình tỉa ha, mình sẽ đứng lên mình tỉa. Cho cao lên. Kiếm khách cúi đầu xuống ha. Ờ, cao. Mình sẽ kiếm khách cúi đầu xuống. Ừ. Mắt từng cái chút chậm như vậy. Cúi xuống, cúi ra xuống, bấm tỉa rồi. Thôi, rồi, ok. Bấm tỉa nó ra. Rồi, phút nào nó thân nó dày đúng không? Căng ngay nửa tóc, bấm cái. Xong nó bắt đầu bấm một cái đầu ngọn. Xong nó nâng góc độ lên từ. Như bắt ngón tay người ra nha. Ừ. Rồi tiếp. Nếu sao tương tự giống vậy ha. Cứ xuống. Bấm tẻ. Rồi. Thấy chỗ nào mà hút thân nó dày quá. Bấm nửa thân tóc cái cho mỏng ra. Nửa đầu tỉ mỏng. Tiếp phần bát cũng vậy. Bấm nửa thân tỉ mỏng cho ta. Ba ngày chứ, ba ngày đi thuốc liên tục chứ. Ba ngày.